Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại chia sẻ các bác một số tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên là tác phẩm Một cây tùng mà em xếp tản vân. Nó có một cái ép đổ từ trên này đổ xuống à, cái này đổ từ đây đổ xuống này, và nó ngọng ngoặt ra đây, hồi lại. Nó như là một cái thác nước, từ trên này nó đổ xuống này, ngoặt vào kia, đưa ra đây, nó xuống đây. Đấy, thì em chỉnh bông nó theo kiểu tản vân hết rồi, trên một cái chậu to. Thì thứ nhất là em vẫn còn nuôi, vẫn còn làm cái chân bệ nó bên dưới đấy. Thì cây này thì làm cũng được một số năm rồi, nhưng mà tay cành nó cũng ổn rồi. Thì bây giờ cũng để cho các bác về chơi, các bác để hiên lầu hay là để không gian sân để thưởng ngoạn đấy. Tác phẩm này đấy, máy quay lựa lựa bên kia để cho các bác xem. Đấy, sang bên này cho các bác ngắm phần tàn bông. Thì cây này thì em lại sắp cả hai bên rất là cân đối, đều đẹp, bông tàn bông nào bên nào cũng thế. Đây bông này, những cái tay to, tay trong là cũng rất là to nhé, đưa ra đấy, ra ăn đây. Và những cái bông tay này đấy, sắp bông nào ra bông đấy. Và cái cổ ngọn em làm hồi lên, cái cổ phúc rất là đẹp. Đấy. Quay quay lựa lựa dưới phần thân kia để xong rồi đo kích thước cho các bác xem cây này. Cây này em đo vanh vanh thân nhé. Đây vanh thân là được 42 phân này. Tổng độ tàn của cây này là 2 mét rưỡi này. Chiều cao của cây này là 1m15 phân này, 1m16 phân đấy, 1m16 phân. Cây này thì cũng các bác nào yêu thích là em nhượng cho bao ship đến tận nơi là 60 triệu đấy. Một cây tùng to mà cái chiều tàn 2m rưỡi đấy. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Cũng xin chia sẻ các bác một số tác phẩm nữa. Đây là cây xanh, thì cũng là một cây xanh quê, cũng thật sự là nuôi lâu rồi. Đây, chân bệ gốc này, cái này được cái là những cái điểm lu của nó lâu rồi này, độ già cây. Và chân bệ nhãn lên đây được một cái cành bay ra. Đấy, cành bay rất là tự nhiên lắc ra kia, và lên đây thì em tạo thêm một cái cành nó đổ lắc. Đấy, lắc xuống và em xếp tản vân hết rồi. Cây được cái hai tổng tàn nó cân đối. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ các bác cây xanh quê này. Các bác về chỉ việc chơi và xén bông thôi, rất là đẹp. Đấy, được thân gốc được bốn mặt đều đẹp. Hôm nay cũng xin chia sẻ các bác. Trên một cái bể bầu dục rất là đẹp rồi. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ các bác cây này nhé. Đo kích thước cho các bác này. Phần vanh bệ cây này là 1m50 này. Tổng tàn ra đây là 2m15 này. Chiều cao của cây này là 1m42. Cái này thì cũng xin chia sẻ các bác là để cho các bác 45 triệu bao ship nhé. Đấy, một cây xanh quê rất là đẹp, giá thành rất là hợp lý để cho các bác, cây đã lâu năm rồi. Đó, tiếp theo sang cây nữa. Cái này cũng xin chia sẻ các bác là một cây cốt ruối to và lùn nực nhiều đầu. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ các bác đây, phần thân bệ này và phần chính này. Đấy, cái thân chính lên này, nó cùng nhau liền lạc đấy, liền hết này, lên đây. Đấy, trụ chân này, lên đây, lên đây. Đấy, sau mình sẽ tạo quả phúc trên, còn đây những cái này là mình xé thành bông hết. Cứ mỗi một tay là mình xé 3 bông. Đấy, xong mình cắt tròn bông như một cái đĩa xôi ấy. Thời gian cây thì nó quá già rồi, thiên nhiên tạo cho là một cái cây để mà không biết bao năm rồi ngoài thiên nhiên. Đấy, cây nó nhìn này,
đường nét lên, thân bệ cốt cách thì nó già cây đấy rồi, trông nó gầm gồ như này, cổ thụ như này đấy. Xin chia sẻ các bác đấy, nhìn sang bên này để cho các bác nhìn cái mở một cái hướng của cây đấy, nó xụy như này mà nó già trắng này đấy. Những cái thời gian của cây mà các bác nhìn những cái thời gian như thế này thì nó gọi là tích tụ phát lộc đấy. Thì những cái cốt cây mà để thiên nhiên tạo cho thì nó cũng đã là vốn quý rồi. Bây giờ các bác về chỉ chăm sóc để chỉnh sửa, các bác thích thì các bác cái phần làm đá thêm này đấy, những cái đầu này các bác nhìn xem là có mấy đâu, những cái đầu sẹo có mấy đâu, để một tổng quát được một cái cây mà nó đa dạng hình hài thế này. Các bác về 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 thưởng lãm thì các bác không mơ chán. Bởi vì sao, em cũng xin chia sẻ các bác cái độ già của cây rồi, cái độ nắt néo của cành nó không phải là do bàn tay mình đây, nó cũng là một cái do thiên nhiên tạo cho, tạo hóa cho những cái cốt cách như một cái cây nó như này. Và hôm nay xin chia sẻ các bác cái cốt này để các bác thưởng lãm, mà các bác nào yêu thích thì em mới chốt cho nhá. Cái này là 1m05 này đấy, theo đường kính. Còn đây để đo vành quạ vòng, vành cây này là 2m76, vành cực kỳ to. Đấy, vành cực kỳ to. Giờ em đo chiều tàn này nhá. Chiều tàn ra đây là 1m66 này. Tổng ngọn này, tổng ngọn là 1m42. Cái tác phẩm này để cho các bác là 100 122 triệu, bao ship cho các bác nhé. Cái bể nó đã vào khoảng 2 mét rồi. Cái bể này là 7m8 đấy, bể này là 1m9 này, bể quá rộng đấy. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Rồi tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây túc nữa nhé. Một cây túc búp sen. Và cây này là một cái nét cây dáng làng đấy, gốc rất là cổ thụ. Có những cái đường thân của em làm cũng lâu rồi này, ra những cái thân to như này, cốt cách tạo vào bông hết rồi. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ các bác đây, cái đường tay này ra lắc lư hết, vào một cái mỗi một cái thân cành to này em xé ra tản vân hết đấy. Thân bệ này, cái cốt cách của cây dáng làng này thì thật sự là nó to nhưng nó lùn cây. Đấy, máy quay chi tiết để cho các bác ngắm cái này. Cái này được cái là cây dáng làng này được thân bệ to, chân bệ dễ. Đấy. Lựa sang bên này cho các bác xem này. Đấy, bác nào có không gian hay gọi là cây túc để chơi, gọi là cho phong thủy, đây phần thân gốc này. Đấy, cổ thụ lắc lên, gấp lên này. Ý ra đường chạy này. Và thân gốc này lắc lên và hồi lại. Đấy. Nói chung là cây này thì nó cũng được 90% rồi, các bác chỉ việc chơi thôi. Đấy. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ các bác cây này. Vành bệ đây là 2m26. Đấy. Còn tổng tàn của cây này, tổng tàn của cây này ra đây là 2m2 đấy, là một cây rất là to chứ không phải là bé nhé các bác. Đây, em quay lên cho bác xem. Còn chiều cao của cây này là 1m26 đấy, 1m26. Thân gốc bệ bệ này đấy. Cái này thì cũng xin chia sẻ để cho các bác là 100 triệu nhé, bao ship nhé. Đấy, một cây túc mà dáng làng như này rất là quý, được thân đều, một gốc to, cổ thụ. Đấy. Thôi, được rồi thì em tiếp theo sang một cây nữa cho các bác. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một đôi tùng La Hán. Một đôi tùng La Hán thật sự là đôi đã được lâu năm làm. Đấy, cốt to và lùn trên một đôi chậu đẹp rồi.
Đấy, đôi này thì các bác để nhà thờ hay là tặng biếu hay để nhà mới cũng rất là đẹp. Bông em xếp là tản vân, gốc to cổ thụ, gốc bên kia cũng cổ thụ. Đấy, được cả hai cây thì nó được cân đối. Đấy, tổng tán bông tán. Đấy, máy quay từ từ cho chi tiết cho các bác. Cái này thì lên đấy, gốc nó như này và độ già mốc hết rồi. Đấy, lên đây và quay hồi ra đây, bay ngạt đây. Đấy, tàn bông các thứ là xếp cân đối hết rồi. Các bác tầm này các bác trang trí nhà mới rất là đẹp. Mà anh em chơi thân với nhau lên tặng một đôi tùng như này để đấy, nhà mới rất là đẹp. Hay là để bên một đôi nhà thờ, bên nhà thờ hai cây để chầu nhau cũng đẹp. Đấy, xếp xếp tản vân. Đây giờ em đo kích thước cho các bác nhé. Đây là thân 48 này. Tổng độ tàn ra đây là 1m42 này. Và chiều cao của cây này là 86 phân. Đấy, cây này ở đôi này thì cũng xin chia sẻ để cho các bác là 55 triệu bao ship nhé. Đấy, một đôi tùng Hán. Còn cây bên này đo các bác này, cũng vanh bệ đây là 46 phân này. Tổng tàn gian đây là 1m rưỡi. Chiều cao của cây này là 90 phân. Đấy, hai cây cân đối. Mà em để cho các bác cái giá thành đấy, 55 triệu bao ship. Đấy, bây giờ các bác xem kênh mà trực tiếp nhìn thấy cây nào là các bác chỉ alo. Chốt đơn chốt đấy là em vận chuyển đến tận nơi. Rồi, tiếp theo sang cây nữa. Thì cũng xin chia sẻ với các bác một cây hoa giấy này lùn này nữa. Cây này thì tổng tàn nó cũng rất là kỹ rồi. Bông hoa thì nó đang rực lên. Đấy, quay tổng dưới cho thấp xuống cho các bác xem kỹ. Chân gốc mà. Đấy, cốt gốc nó rất là lùn nực. Hàng chung là cũng nặng đấy. Bê cũng phải trên 20 cân. Hàng... Để cho các bác ngó một cây... chiều cao chiều ngang của nó là 65, chiều cao là 35. Đấy, nựa xem bên này cho các bác. Đấy, quay đây cho các bác xem. Đấy, cốt cây. Đấy, giá thành thì để cho bác là 5 triệu rưỡi. Bao ship cho các bác nhé. Cái hoa giấy bonsai lùn nực, làm cành đẹp. Cái này là làm chuẩn đấy. Đấy, có nào bảo các bác thế. Rồi tiếp theo em sang một cây nữa. Ấy các bác ơi, em lại chia sẻ các bác một cây thân trực, gọi là một cây ngâu hoa vàng. Đấy, mà cây đã được rất nhiều năm rồi. Đấy, cho các bác xem một cái thân gốc mà chân rễ như thế này. Các bác xem này. Đấy, à, chân rễ này lên đây. Cây rất cổ thụ lên đây. Cũng nhiều các bác bảo thôi quay cho anh xem có kênh ngâu rồi anh chơi. Đây hôm nay có kênh ngâu đẹp đây. Đấy, và cái cành bay này, một cành bay chào khách rất là đẹp. Đấy, mà cây thì em làm tản bông là và xếp tản vân hết rồi. Đấy, các bác nhìn này, cây cổ ngọn đường lắc lên này, những điểm cắt rụt hết rồi. Đấy, cây đã được làm chuẩn chỉ theo để chơi cây bonsai nhé. Đấy, ra đây. Cây ngâu nó thích thú là gian đây, bay đây, gian đây. Và đây nữa. Đấy. Này này. Đấy, lại này. Rồi. Thì bây giờ em đo kích thước báo giá cho các bác cái cây ngâu này nhé. Một cây ngâu trên chậu lâu năm, cổ thụ. Quanh thân rễ này. 44 phân. Tổng tàn ra đây là 1 mét. Chiều cao của cây này 90.
Đấy, được một cây như này cũng rất là lâu, hiếm nhá, mà cũng là một cái cây mà người ta chơi lâu rồi, mình mua lại mình chỉnh sửa thôi, cái là lâu năm rồi. Thì cây này cũng xin chia sẻ để cho các bác là 25 triệu bao ship nhé. Đấy, cũng là cuối video rồi. Một lời cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Em lại xin chào tất cả các bác nhé. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.